mấy giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, em xin chào tất cả mọi người ở đây và em chào chị Tường, chào Quang Bảo. Em tên là Nguyễn Thị Phượng Liên, em hiện là giáo viên tiểu học ạ. Mời em. Dạ, chào anh Quang Bảo, chào chị Cát Tường. Em tên là Đặng Quang Vinh, 30 tuổi. Hiện em là nhân viên công ty event. Cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Cái mối quan hệ tụi em nó rất là đơn giản thôi chị. Anh này là bạn của bạn Facebook của em. Cái gì? Bạn của bạn Facebook. Dạ, đơn rồi. Giản quá. Ban đầu là bạn của em á, là có kết bạn với lại cái bạn này nè. Xong rồi mới lên comment ở trên ấy, trên Facebook á, mới nói là ghét cái ai mà kêu con gái ngon. Cái em mới vô, em cũng đồng tình theo cái ý kiến gái đó. Ngon là sao? Kiểu ở cô này ngon quá hả? Nhìn nhỏ này ngon quá hả? Có nhiều người ta dùng cái từ đó. Giống như đồ ăn vậy. Dạ, đúng rồi chị. Em có đồng tình, xong bắt đầu cái thấy nói chuyện mà cũng dạ dạ thưa thưa. Lúc đó em kết bạn đại trà lắm chị. Đụng ai làm kết bạn đó. Cái em cũng kết bạn với lại cô này mà đâu khoảng mấy ngày sau mới đồng ý kết bạn với em. Cái bạn của em á, mới thấy em với bạn này kết bạn nhau, bắt đầu mới lại mới nói với em quen cô này đi, con nhà đại gia ở bến xe miền Tây á, nhà ha, đất bao la luôn. Em nghe là mình tự ái mình quê, nên em không có nói chuyện. Rồi đâu khoảng hơn nửa tháng sau á, thấy là online khuya, cái em nghĩ cô này chắc là mới vừa đi ba đi biết này kia về, tại con đại gia mà. Xong rồi cái nói chuyện cái cô này mới nói là em giờ em đang soạn giáo án. Chắc tưởng xạo nữa phải không? Dạ lúc đó nói con này xạo. Giờ này mà chỉ ba biết về thôi chứ không có soạn giáo án vào mà cần gì đi làm. Em nghĩ là đang diễn với em nên em cũng diễn luôn. Chỉ băng quơ thôi, tại vì lúc đó về rồi em mới làm về cũng mệt rồi chưa ngủ được nên ngồi nói chuyện. Xong rồi bắt đầu cái không có nghĩa là lúc đó nói sơ qua nhưng mà thấy là trả lời kiểu như cũng dạ thưa, cũng ngọt ngào, nghe ngoan ngoãn. Cái em mới tò mò tìm hiểu thì mấy cái tấm hình đầu tiên hiện lên á là bận cái áo mà áo của bên Phật tử á chị. Mới biết là cô này làm giáo viên. Là thấy mình sai chút nào chưa? Đúng rồi, đúng là giáo viên rồi. Lúc đó cưa cẩm nhưng mà khó lắm chị. Lúc nào cũng em bận rồi, em đi dạy thêm này kia là thời gian là bích lịch hết đó, gần 3 tháng luôn á. Mưa dầm thấm đất mà ngày nào em, mặc dù là không trả lời em cũng nhắn tin là chúc em ngày mới vui vẻ rồi này. Nhưng mà em nhắn nhiều người hay là em nhắn một mình cổ? Một mình rồi chị. Sao ấn tượng của bạn và chàng trai này là như thế nào? Lần đầu tiên gặp mặt em đi xem phim với bạn của em á, là bạn chung với anh này nè. Thì ảnh đi cùng chứ không phải là do em mời được cổ đi chơi riêng hả? Em mời không được chị. Cái việc mà ảnh mời em hoài mà em không có đi được á, trên sóng truyền hình cho em đến chính, em không phải con nhà đại gia. Em không hề là con nhà đại gia nên cái quỹ thời gian của em là em đi làm thêm công việc bên ngoài. Vậy sao bạn nào mà chơi hốt liều thuốc gì? Bạn chung đó chị. Đậm quá vậy. Bạn chung à, mình đang trên sóng nhắn gửi đến bạn nha bạn. Cô giáo quan sát kỹ lắm. Cái hôm đầu tiên á chị đi gặp nhau đi xem phim, em còn nhớ là phim hoạt hình Dành Ngồi Chính Giữa. Cái phim đó ban đầu thì cũng hơi buồn ngủ, em ngồi cái em ngủ gục. Kịch bản trong ngôn tình á chị thì chàng trai sẽ nhẹ nhàng khoác vai rồi hay gì? À, ở đây là đời thật. Em đời không như là mơ nên đời thường giết trên mộng mơ. Em nói thiệt trời ơi, thiệt là em thèm quay qua em một chút. Tại vì ấn tượng đầu tiên mà mình dịnh nó dạ em đang mệt. Người gì đâu mà mạnh bạo với phụ nữ quá không ổn rồi. Coi như là không có một cái chút ấn tượng nào. Đúng tốt rồi, đẹp đã vậy thì đứng từ đằng xa, mình là con gái mình đến trước, còn hai ông con trai thì cứ lề mà đến sau. Người thì đã đen mà chơi nguyên một cây đen từ trên xuống dưới, móc theo cái chùm chìa khóa á chị. Đi cà len cà ken. Nói chung là không có ưa. Còn ấn tượng của em về cổ?
dòm trên Facebook thì hình ảnh thùy mị lắm chị. Tới cái ngày mới gặp, trời ơi, quất cho em nguyên một cô nàng hổ báo cáo trộm luôn. Em nói chị ha, mặc áo sơ mi sọc dài che tới gần tới tới đùi á. Đầu đứng dựa vô cột, hai tay sọc vô túi, em nói hả, trời nhìn giống như là ha xã hội đen vậy. Hên là mặc áo đỏ chứ mặc áo đen là em chạy về luôn rồi. Bao lâu sau thì mới là tỏ tình yêu nhau? Về nhà xong rồi cái mình thấy cái người này nó lạ lạ sao á, nửa chín nửa tà chị. Bởi vậy nên em nói em nói là bạn này có cái bệnh quan tưởng thiệt, không phải đùa đâu. Tiếp tục em tìm hiểu, hồi trước là bạn nguyên tuần nhưng mà nhắn tin sau này là em rảnh được chưa, ngày chủ nhật, cái hẹn ngày chủ nhật uống cà phê, không cho đi xa chị. Nói chuyện mấy tiếng đồng hồ tới khi người ta đóng cửa luôn mới về. Khoảng một tuần sau nữa thì mẹ của cô này bệnh. Lúc đó em mới biết là hoàn cảnh gia đình là chỉ có hai mẹ con chứ không phải đại gia, phải không? Dạ. Thì lúc đó mới biết nhà, mới biết hoàn cảnh vậy á. Lúc đó mình thấy mình thương lắm, rất là thương, rồi muốn được quan tâm chăm sóc nên em mới tỏ tình. Giá như hôm đó anh ấy mặc bà ba thì chắc đúng bài lắm chị, cái tà áo này chị nha. Em ơi, em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Cái giò y như là con gái mới lớn, em không hiểu. Nhưng mà thấy không biết sao, anh thấy cái cũng dễ thương. Thương. Dạ đúng rồi chị. Còn khi nào mới có nụ hôn đầu tiên? Dạ cũng ngay bữa đó luôn chị, thấy dễ thương quá, mới lại thôi lại đi để ôm cái. Sáng sơ ánh sáng sao tiện quay cái mặt hoàng. Thế là first kiss. Từ đó đến nay là bao lâu rồi hai em? Dạ một năm rồi chị. Có thấy có điều gì mà dở khóc dở cười với hai bạn không, những câu chuyện vui không? Lúc đó là chưa có quen nhưng mà nhắn tin Facebook, đang nhắn tin vậy cái kêu anh chờ em chút xíu, em xuống em cho con em ngủ. Ủa này có con nữa là sao ta? Là đó là em thấy là hoang mang rồi chị. Em có con trai cũng được 2-3 tuổi rồi, trong đó trời trời hoang mang thấy rõ luôn chị. Hỏi em, ủa rồi ba đứa bé có biết không em? Nói em cũng không biết, ba đứa nhỏ biết không nữa anh. Cái nói một hồi cái em mới hỏi là có muốn xem hình con trai em không, nó dễ thương lắm. Gửi hình quy con mèo chị. Còn có nhiều cái lắm chị. Cái hôm mà đầu tiên về ra mắt nhà ảnh á, mới vừa đi ra khỏi nhà em á là mưa tầm tã, mưa chưa bao giờ được mưa. Đi về nhà anh này vừa dựng xe lau thẳng cho nhà vệ sinh nôn ra, ảnh nôn xong rồi là ảnh chạy lên phòng ảnh nằm luôn. Là đi về nhà ổng á? Dạ đúng rồi, phải mò lên ghế mở cửa ra mình coi, bác lên bác coi ảnh sao chứ con thấy anh không ổn xíu nào. Bị gì vậy? Bị trúng thật kìa chị. Ăn ở sao đi hai đứa mà con đứa trúng? Dạ không, ảnh tự ăn một mình, giấu anh một mình. Tới nhà em là ướt cho chuột lột rồi, còn em thì em nằm một chỗ luôn. Xong rồi tự bắt ráp đi về luôn. Cái chàng trai này ngộ lắm, em chỉ cần ngồi đó thôi anh cân cả thế giới cho em. Cục wifi nhà em bị hư cũng mua về cài hoài, cài tới 10 giờ không được. Giờ mấy cục wifi mẹ thiếu điện, em nghĩ là anh muốn cầm cái cục wifi mà anh đập nát nó luôn rồi đó. Cái nó thôi anh đi về đi, rồi ngày mai qua lạp, còn không để đó đi, để em tự lên mạng em coi nó làm sao. Ủa em nghĩ sao vậy, cái cục wifi này nó rất là khó, em cài nó cái IP cái chi gì tá lả nó trùng rồi làm sao mà em dùng hay này kia. Trời ơi, lạc nạt cho em một hơi luôn, cái xách xe đi về. Cái nửa tiếng sau cái em lấy wifi em làm hết xong, cái em nhắn tin cho ảnh nói anh wifi xài được rồi. Ủa sao làm được vậy, nhờ ai vậy? Không, em tự lên em làm này, này kia thôi. Bách nhục luôn chị. Quê bà cố luôn, không muốn qua được. Nhà em ấn tượng với ảnh như thế nào? Thì ngày đầu tiên qua nhà em á chị, thì cũng là mùng 3 Tết thì cũng có cái màn dịu dàng giả nai thục nữ vậy đó chị. Dạ con chào bác, con tên Vinh. Đúng cái tông giọng em vừa nói vậy đó. Mà gia đình em chấp nhận ảnh không? Dạ ban đầu thì mẹ cũng hơi ngạc nhiên, thì cái mẫu người của em á không có giống ảnh. Mà thật sự hai đứa em không có đứa nào tưởng tượng là sẽ quen nhau, nó khác hoàn toàn so với những gì tụi em tưởng tượng. Thế có chuyện buồn gì, kỷ niệm hay là có những biến cố gì trong cái chuyện tình yêu của hai bạn không?
Tụi em hầu như cũng không có gặp gì biến cố. Có mấy cái thì dạng giống như em thì do em đi làm đường xá nó đi kẹt hoài à, chở cô này đi ha. Em luồn em lách xong rồi em bá cái chân vô trong cái chiếc xe của xe hơi á. Đau chân xong rồi đầu cái la em giận xong rồi cãi nhau, lần đó là cãi nhau mấy ngày mới làm lành. Bắt em hứa là không được đi vậy, nếu chạy kiểu vậy là không được gặp nữa. Thì em nói chung là cái gì hứa mà phải làm, em không hứa để điều đó, bởi vậy nên bắt đầu hai đứa cãi nhau. Anh nói anh rất là ngụy biện luôn. Nhưng mà tôi thấy là bạn nữ là đúng, không có gì sai hết trơn á. Đúng rồi. Hai bạn đã có kế hoạch gì cho cái việc kết hôn chưa? Sang năm sau. Từ đây đến đó còn những cái khó khăn gì trong cuộc sống giữa hai bạn? Em chưa được cầu hôn nha chị. Một ngày đẹp trời qua mời mẹ em đi ăn rồi hỏi cưới luôn. Gia đình em, mẹ em là mẹ đơn thân. Em sống từ nhỏ tới lớn là với mẹ. Nhưng nên cái niềm tin hôn nhân và cái niềm tin em đặt vào một người đàn ông á, nó rất là ít. Thêm một khoảng nữa thì tại vì gia đình ba mẹ hai bên cũng không phải là khá giả, nên tụi em tự túc là chính. Cái gánh nặng về kinh tế nó sẽ đè nặng lên tụi em nhiều. Hai bạn có mong muốn nhau thay đổi những cái điều gì trong cuộc sống không? Bạn em khá nóng tính thì bớt nóng tính là một chút xíu. Bạn thì hay ép bản thân giảm cân này kia. Em thấy cái công việc nói chung là cả ngày tới 9 giờ mấy, có thậm chí cái bữa 9 giờ rưỡi mới về tới nhà. Mà ăn theo chế độ giảm cân em nói... Cổ giảm á hả? Đúng rồi à. Còn em giảm không nổi. Mình thấy gì mình sót, cho dù sao thì em vẫn yêu nên đừng khỏi phải lo. Vậy là chắc em thể hiện tình yêu chưa đủ nên là cổ mới không có tự tin. Hồi nãy giờ mình nghe là cổ hơi bị mất niềm tin vào đàn ông. Bản thân chị cũng là bà mẹ đơn thân và chị cũng đã chứng kiến xung quanh và làm những chương trình và biết bao nhiêu là cảnh bội bạc nhau. Thật ra không phải chỉ có đàn ông mới phụ bạc phụ nữ, mà cũng có rất nhiều phụ nữ phụ bạc đàn ông. Mình thấy cái việc của người lớn đâu, mình trước mắt nó ám vào mình. Cuộc sống này nó muôn màu. Mà nếu như thật sự anh này ảnh là chung thủy với em, ảnh yêu thương em hết lòng, mà em luôn luôn bị cái suy nghĩ là tình yêu nó cũng sẽ không bền vững, thì tự nhiên có phải là em làm giảm đi cái nhiệt trong cái tình yêu của mình không? Mình đã chọn rồi thì tại sao mình không thả lỏng ra để mình hưởng thụ những cái ngày tháng hạnh phúc? Đó là về phía của cô này. Dạ. Nhưng mà về phía em á, có thể là em chưa thể hiện ra bên ngoài cho cổ thấy là tình yêu của em là nó đủ lớn, nó chắc chắn và không bao giờ thay đổi. Cho nên cổ quyết định cổ lấy em, nhưng cổ vẫn hoài nghi là cái chưa chắc gì là nó đi tới cuối cuộc đời. Vậy thì em phải thể hiện cho cổ thấy, ngay cả cho gia đình của cổ nữa, để cho mẹ của cổ thấy rằng là mẹ yên tâm giao cổ cho mình. Thật sự hai bạn còn trẻ mà, cái cuộc sống nó có những cái lúc nó khó khăn, nó thăng trầm. Đồng vợ đồng chồng thì tác biển đông cũng phải cạn. Cho nên là không có lo về những cái chuyện đó đâu. Bây giờ xác định ngày cưới rồi, cố gắng làm, yêu thương nhau, chia sẻ với nhau, để mà bớt đi những cái gánh nặng trong cuộc sống. Yêu làm cưới.